Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Ronaldinho từng nhận thẻ đỏ lãng nhách hồi còn thi đấu cho AC Milan. Joe Bẩu không hiểu tại sao mình nhận thẻ đỏ trước rồi nhận thẻ vàng sau. Trọng tài quên rút thẻ vàng thứ hai, nên anh chỉ biết cười trừ. Còn vị trọng tài đáng kính cũng tươi rói rói. Ngoài đời thực, anh cũng hài hước không kém. Có lần anh nhập vai bảo vệ tham gia buổi tập của câu lạc bộ bóng đá địa phương. Tài năng của anh bảo vệ Ronaldinho khiến cho tất cả các thành viên của đội bóng phải bất ngờ. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn đi trên đường và gặp một người đàn ông lạ mặt, rồi sau đó phát hiện chính ông ấy là một siêu sao bóng đá đang hóa trang để tạo bất ngờ cho người hâm mộ? Sẽ thật tuyệt vời khi có mặt ở đó, phải không nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác dù bị nhận cú lừa nhưng vẫn vô cùng phê đó qua các màn cosplay đỉnh cao của các ngôi sao sân cỏ các bạn nhé. Lên đường thôi! Frank Ribery, Rafinha và David Alaba đã cùng nhau hợp tác hóa trang để tạo ra một cú lừa siêu to khổng lồ dành cho người hâm mộ. Chả là ba thanh niên khi đó đang cùng khoác áo Bayern Munich cùng nhau cosplay những thanh niên trẻ trâu nhất hệ mặt trời, rồi sau đó hầm hố đi ra sân tập và thể hiện kỹ năng chơi bóng. Xong rồi ba người họ còn chủ động gạ top người đi đường chơi để làm một trận giao lưu. Và những tấm chiếu mới kia tưởng rằng gặp mấy ông anh trẩu này là ngon ăn, làm luôn một hiệp liền. Ban đầu ba ông thần Bayern còn nhã nhã, sau đó mới đá thực trước sự trầm trồ của mọi người. Họ liên tục bón hành đám thanh niên trước sự phấn khích của người hâm mộ. Rồi cuối cùng khi kết thúc trận đấu, Ribery, Alaba và Rafinha mới tháo bỏ lớp hóa trang và thông báo các bạn đã bị lừa, thì bầu không khí lại càng trở nên tưng bừng. Quả là một ngày xả hơi đúng nghĩa của ba anh, vừa được lòng người hâm mộ, lại còn vui và giải tỏa căng thẳng. Ô kìa mọi người, sao anh bảo vệ này nhìn quen vậy? Cái nụ cười này là không đụng hàng đi đâu rồi nha. Rồi luôn, xong nhìn quả tân bóng kia thì còn ai vào đây ngoài thầy phù thủy Ronaldinho nữa? Ông anh bỏ mũ với kính ra xem nào. Quả đúng như dự đoán, khi tất cả mọi người đều biết chắc chắn đấy là Rô Vũ. Họ không che giấu nổi sự hưng phấn, được gặp thần tượng ngoài đời thực, cảm giác không còn gì phê hơn. Sau đó là cả buổi giao lưu văn nghệ cùng với trái bóng tròn. Đúng là một ngày không thể nào quên của những cậu bạn này. Anh Vũ mãi là vô đối. Một cuộc trò chuyện như hai người đàn ông của Zlatan Ibrahimovic với một cổ động viên đặc biệt. Đó đúng hơn là một buổi phỏng vấn giữa giám đốc và ứng viên xin việc thì đúng hơn. Cơ mà anh sếp Ibra hôm nay phiên bản thân thiện nha. Đơn giản là vai diễn của anh tạm thời không liên quan gì đến bóng bánh, rất nhẹ nhàng và tinh tế giao tiếp với ứng viên và luôn giữ nụ cười trên môi. Mà phải ra dáng như vậy thì người ta mới tin tưởng tuyệt đối vào Zlatan Ibrahimovic chứ, hảo sếp luôn. Ông già vô gia cư này bên ngoài bụi hụi, còn bên trong thì nhiều tiền vô cùng luôn anh em à. Thôi thì đã là Cristiano Ronaldo chơi bóng đường phố rồi, ai mà đá lại được. Tất cả đều bị đôi chân ma thuật của ông lão giấu mặt ấy thu hút, gã này là ai mà sao đá đỉnh dữ ta. Nhưng khúc hay ho nhất là phải kể đến cái đoạn CR7 show mặt thực. Hãy nhìn chú bé này xem, ánh mắt kinh ngạc mà miệng không thốt nên lời. Và trong giây phút đó, cậu đã nhận ra mình là người hạnh phúc nhất thế giới ngày hôm ấy.
nguyên cả team tuyển Tây Ban Nha đi hóa trang thành các nhân vật khác nhau và ấp ủ một màn lừa tập thể cỡ bự. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với chú đầu bếp chăm chỉ Iniesta. Một trải nghiệm rửa bát và phục vụ sấp mặt chắc chắn sẽ khiến cho cựu tiền vệ Barcelona thích thú. Tiếp đó, lần lượt là anh công nhân xây dựng, anh bạn trông trẻ em và chàng phụ tá chăm sóc người già ở viện dưỡng lão Xabi Alonso. Và khi tất cả đã nhận ra thì họ đều dành cho những tuyển thủ xứ đấu bò tràn pháo tay giòn tan, bởi vì tuy là cú lừa nhưng mà việc các anh giúp đỡ mọi người, ý nghĩa của nó mang lại thật nhân văn. Đối với các shop bán đồ điện tử, việc có một nhân viên tư vấn tận tâm chăm sóc khách hàng là điều tối quan trọng. Cơ mà anh chàng nhân viên bán hàng này trông quen lắm mà nha. Ồ, hình như cái gì nữa? Đúng là Andres Iniesta bà con ơi. Nhà vô địch World Cup 2010 đã chọn phương thức nghỉ ngơi không thể nào ngầu hơn khi đứng quầy và nhận tư vấn sản phẩm cho mọi khách hàng. Đương nhiên là mọi người đều nhận ra Iniesta, và thế là từ việc đến để mua điện thoại, máy tính bảng, TV, họ lại được chụp hình liên tục với người nổi tiếng. Ảo thật đấy. Sẽ như thế nào khi bạn đang vui vẻ chơi bóng cùng bạn bè thì bất ngờ có một ông lão xuất hiện đòi chơi cùng? Không chỉ vậy, ông ta còn sở hữu những kỹ năng tuyệt đỉnh của một siêu sao bóng đá. Có lẽ điều này chỉ xuất hiện trong video mới của nhà vô địch bóng đá biểu diễn người Pháp, Sean Garnier. Trong video của mình, Sean Garnier đã hóa thân thành một vai ông lão khá lù khụ với dáng vẻ chẳng biết gì về bóng đá. Tuy nhiên, sau một vài tình huống nhã độ có chủ đích, Sean Garnier trong lốt cụ già đã bắt đầu thể hiện những khả năng thiên phú của mình. Liên tiếp là những pha chơi đùa với mọi cầu thủ trên sân, làm xiếc với trái bóng và ghi bàn trong sự phấn khích tột độ của khán giả. Khúc cuối vẫn kịp giả vờ đau lưng mà, hay diễn lắm Sean Garnier. Zidan Shaqiri cũng tham gia đội diễn xuất khi cosplay ông già huấn luyện viên cáu kỉnh và nghiêm khắc. Xong rồi sau đó, ngôi sao người Thụy Sĩ lại phô diễn kỹ thuật chơi bóng của mình trước sự bất ngờ của học viên. Và khi tất cả nhận ra Shaqiri thì mọi người đã đều xúm vào ôm cũng như là chụp hình với anh. Bầu không khí sôi động hẳn lên. Vừa rồi là những màn cosplay bá đạo của các ngôi sao bóng đá thế giới khiến cho người hâm mộ bất ngờ. Những cú lừa này chất lượng lắm phải không anh em? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.